Chào tất cả các bác, lại tiếp tục là những cấu hình combo karaoke siêu rẻ đến từ Vi Bảo Audio. Và ngày hôm nay thì ở bên em muốn lên tất cả các bác một cấu hình combo gồm một dòng sản phẩm âm ly 506 sò sơ ken và những dòng sản phẩm loa Bose Hồng Kông Studio 301. Hiện tại thì bên em đang cập bến về được rất là nhiều rồi. Và đặc biệt trong cái lô Bose Hồng Kông Studio 301 này thì hình thức khá là đẹp, hàng bên em tuyển chọn và cũng như là dòng này thì bên em đang giảm giá từ 1.900.000 xuống chỉ còn có 1.700.000 thôi. Nên là bên em phối ghép luôn tất cả các bác. Và bên em nói luôn này, với dòng sản phẩm Bose Hồng Kông Studio 301 này thì bên em luôn luôn đảm bảo tất cả các bác khách hàng là hiện tại bây giờ cái mức giá thành của nó đang rất là rẻ, rẻ nhất bây giờ ngoài thị trường rồi. 1.700.000 đồng đối với dòng sản phẩm Bose Hồng Kông Studio 301 bát 20. Và dòng này thì bây giờ hiện tại ngoài thị trường nó đang dao động từ 1.900.000 đến khoảng tầm 2.100.000 các bác nhá. Nhưng mà đến với Hoàng Audio chúng em thì số lượng nhập khá là nhiều, nên là bên em luôn luôn để cho tất cả các bác với cái mức giá nó cực kỳ ưu đãi thôi. Cái mức giá 1.700.000 bên em vẫn đã bao ship tất cả các bác rồi. Ngày hôm nay thì cũng như là bên ghép cấu hình combo này để các bác có thể tham khảo được với cái chất âm của nó. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này thì hiện tại bây giờ thì bên em cũng tư vấn toàn thể bác luôn trên video này là với cấu hình combo này thì khoảng tầm nhà không gian gia đình mình khoảng tầm 20m² quay đầu. Nếu mà khoảng 20m² quay đầu thì các bác có thể tham khảo và cũng như là cân nhắc đối với cấu hình combo này. Khoảng tầm 6.200.000 thôi. Tổng tất cả của nó rơi vào 6.200.000 đồng. Là bên em đã bao ship code rồi các bác nhá. Bao toàn bộ ship code cho các bác rồi đối với cấu hình combo này, 6.200.000 đồng. Con âm ly 506 sò sơ ken thì hiện tại bên em đang bán là 4.500.000. Và dòng Bose Hồng Kông C301 thì dòng này thì bên em đang để là 1.700.000. Đấy. Ngày hôm nay thì bên em để sẵn ở đây và ghép tuần để bác và cũng như là test nhạc luôn. Đấy, chủ yếu là test nhạc cho các bác tham khảo thôi. Đối với dòng này thì bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Âm ly bên em cũng vậy. Âm ly dòng 506 sò sơ ken này thì bên em giới thiệu rất là nhiều rồi. Các bác nào mà theo dõi thì kênh em thì có thể biết là đợt này thì bên em lên rất là nhiều dòng sản phẩm âm ly này. Nội thất ruột gan thì lúc nào bên em vậy thôi. Đặc biệt dòng sản phẩm bãi thì bên em luôn luôn công khai về cái nội thất ruột gan của nó bên trong và cái hình thức của nó như thế nào. Đặc biệt là các bác nào mà muốn tìm những cặp đẹp ở những đôi đẹp thì nhanh tay ở những cái lô hàng mới này. Đấy, nó có những con hình thức đẹp thì bên em sẽ chọn lọc tận để các bác. Các bác nào nhanh tay thì chọn lọc cho được các bác những đôi đẹp hơn. Hình thức khá là đẹp các bác nhá. Hình thức lô này thì về số lượng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ ông lọ các bác có thể thấy là bên em xếp 3 chồng rất là cao ở để trên này, nhưng mà hiện tại nó đã vợ rồi. Và trong kho của bên em bây giờ vẫn còn tầm khoảng trên 20 đôi đấy các bác nhá. Đấy, ở ngoài cửa hàng thì khoảng gần 20 đôi, nhưng mà trong kho phải khoảng trên 20 đôi nữa. Nhập số lượng rất là nhiều. Nội thất ruột gan của nó thì đây. Dòng Bose Hồng Kông CD 3301 này thì bên em đang có 2 dòng. Dòng bát chấp xanh bộ đội thì giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Giá dòng bát chấp xanh bộ đội thì nó để các bác có thể phân biệt được này. Đấy là bát chấp của nó đều là tất cả là màu xanh bộ đội. Kể cả xương xiếc của nó này. Dòng này thì nó là dòng cao cấp rồi. Số lượng bên em nhập về em khá là ít thôi. Dòng này thì giá bây giờ ngoài thị trường nó dao động khoảng tầm trên 3.000.000 đồng là chưa ship, 3.100.000. Trước bên em cũng đang để cái mức giá là hiện tại cái mức giá cũ của nó vẫn là 3.100.000 chưa ship, nhưng mà các bác nào mà lấy trong dịp thời điểm hiện tại này bên em để cái mức giá là 2.900.000 thôi. 2.900.000 bao ship này. Đấy, lướt qua dòng sản phẩm này một chút và tiếp đến là nhân vật chính luôn nhé, nhân vật chính ngày hôm nay. Bose Hồng Kông Studio 301 hàng 1.700.000. Đấy, dòng này thì phân tần và cũng như là nội thất ruột gan của nó thì coi để em để cho các bác xem này. Con này là bát 20 gần mút. Đấy, bát của nó rất là đẹp. Bát rất là đẹp luôn. Từ tiếc của nó đấy các bác có thể nhìn này. Đấy. Tất cả này. Mã số tất cả đầy đủ của nó đây, tem vàng Mexico. Đấy, dây đồng tất cả là dây đồng lõi 1 các bác nhá. Dây đồng lõi 1. Phần bên trong của nó tất cả là phân tần bóng. Phân tần bóng trở sâu và tụ vàng. Đấy, phân tầm bóng trở sâu các bác nhá. Đây là một trong những cái đặc điểm bên em muốn nói với dòng sản phẩm mà Bose Hồng Kông. Bose Hồng Kông thì thường thường dòng sản phẩm hàng trôi nổi ở ngoài thị trường thì nó không có phân tần bóng đâu các bác nhá. Nó không phân tần bóng đâu, phân tần của nó chỉ có mỗi cái tụ thôi. Đấy. Con này thì bên em nói thì nói lại rất là nhiều rồi về cái dòng sản phẩm hàng chất lượng của bên em thì lúc nào tất cả đều là dây đồng lõi 1 các bác nhá. Đấy. Các bác nhiều bác có hỏi là tại sao lại dây đồng lõi 1 thì nó là xịn. Tại vì nếu mà các bác sử dụng những dòng sản phẩm ví dụ như dây đồng nhiều lõi, các bác sử dụng khoảng tầm một thời gian dài, nghe một thời gian dài thì kể cả những cái từ đấy thôi, nó cũng bị mất từ. Đấy, và cũng như là những dòng sản phẩm này thì các bác sử dụng một thời gian dài thì nếu mà dây đồng nhiều lõi thì nó sẽ dễ bị sổ. Đấy, nó sẽ bị sổ ra và làm ảnh hưởng cái chất âm và cái tín hiệu của nó, các bác nhá.
Đấy, tất cả luôn, kể cả bát, chép, tất cả đầy đủ của nó đều là dây đồng cuốn nói một. Đấy, con này thì hơi mót mót một chút nhưng mà nó không ảnh hưởng gì chất âm của nó đâu. Đấy, bác nào nhanh tay thì chọn cho mình được những đôi đẹp nhất để bên em lọc cho. Đấy, hiện tại thì bây giờ bên em còn số lượng khá là nhiều, đang giảm giá rất là sâu đúng không nhá. Đấy, khẳng định là rẻ nhất ở ngoài thị trường rồi. Rồi thất sửa gam thì luôn luôn công khai. Chất âm thì không để có chờ lâu nữa, bên em test qua một cái đoạn nhạc ngắn nhá, nhạc acoustic, nhạc nhẹ nhàng để cho các bác có thể biết được cái chất âm cho ra của dòng sản phẩm bút Hồng Kông C3301 này nó tuyệt vời thế nào. Những đôi này thì các bác nào không gian rộng thì có thể làm những đôi loa trợ lời thì nó quá tuyệt vời rồi. Đấy, đâu nhá. Không để nó chờ lâu nữa, bên em test luôn làm nhạc ngắn này. Mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào. Ok, các bác nào mà có quan tâm về sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp qua bên em qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn và đặt hàng. Và với cấu hình combo này thì các bác có thể cân nhắc thêm một con mic dây nữa con nhá. Các bác có thể cân nhắc thêm con mic dây Tomahawk này nữa. Dòng này thì nếu các bác lấy thường thường bên em đang bán lẻ là 900.000 trên một cặp. Nếu mà các bác nào mà lấy những cấu hình combo này thì bên em để cái mức giá của nó là 600.000 trên một cặp thôi. Đấy, một chiếc là 300.000, các bác có thể cân nhắc thêm con mic dây này, hát rất là tốt. Đấy, và con âm ly này thì các bác nào mà khoảng không gian gia đình của mình khoảng tầm 20m² đổ lại thì hát karaoke đối với những cặp loa và con âm ly này quá là tuyệt vời thôi nhá. Đấy, thôi video khá là dài rồi thì em xin chào tất cả các bác và hẹn các video sau không nhá. Xin chào tất cả các bác.